là cây lan chữ U. Cây lan này 4 phút 5 bậc đó. Chiều cao xếp gọn mà nó là tới 1m6 nha các bạn. Xếp gọn là cao 1m6 lần á. Nó gồm 1 bậc, 2, 3, 4, 5 bậc. Chữ A của nó là 3 mét á, dưới thẳng là 6 mét á. Có thể xài chữ A và chữ Y được. Dưới thẳng là xài được nha các bạn. Thang này thì thang khóa tự động. Đây là mình bung ra mình xài thôi. Nó bung ra hơi dài nên là mình chỉ giới thiệu vậy thôi. Còn chân của nó là chân đế cao su. Xếp lại ra khá là gọn nha các bạn. Thang này phù hợp cho anh em lắp camera xài công trình, làm xây dựng nè, mình có thể làm tợ sơn đồ hoặc là làm máy in. Đa số làm máy in nó khá là nhẹ nha các bạn. Anh chắc cũng 17kg à, 15-16kg. Ở đây mình cung cấp rất nhiều loại than nhôm nhé. Than nhôm tại số 16 đường Nguyễn Văn Bích của công ty Lương Nam Phát gần khu đầm sen á. Nếu như các bạn có nhu cầu mua than nhôm gấp 4 khúc, than nhôm kia bò thì hãy liên hệ công ty Lương Nam Phát nha. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh YouTube của anh em. Cảm ơn các bạn nhé.